Phát biểu khai mạc hội báo toàn quốc 2022, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, hội báo toàn quốc không chỉ là ngày hội của giới báo chí cả nước mà còn là lời khẳng định đất nước đã chuyển sang giai đoạn bình thường mới sau những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, là dịp tôn vinh sự phát triển mạnh mẽ, những thành tích to lớn của báo chí Việt Nam, khẳng định vai trò của những nhà báo trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Hội báo cũng là cơ hội để quảng bá những sản phẩm báo chí gắn với hoạt động lao động, sáng tạo của các nhà báo trong cả nước, đồng thời tăng cường giao lưu, gặp gỡ giữa người làm báo với công chúng, qua đó khích lệ giới báo chí thực hiện tốt nhất chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng tăng của nhân dân, nâng cao vai trò và uy tín của Hội Nhà báo Việt Nam trong đời sống báo chí nói riêng và đời sống xã hội nói chung. Hội báo năm nay có 4 khu vực trưng bày các ấn phẩm báo xuân và các ấn phẩm báo chí tiêu biểu đầu năm 2022, bao gồm báo Tết Dương lịch, Số Xuân, Nhâm Dần 2022, Tất Niên, Tân Niên. Hội báo toàn quốc 2022 diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 4 năm 2022.